nào em cũng vậy hết trơn vậy? Không gán thêm được chút xíu hả? Anh cũng cố gắng rồi đó. Lần này cũng hơn 5 phút rồi chứ bộ. 5 phút nhiều quá ha. Đàn ông gì mà không biết xấu hổ. Chồng người ta thì quần quật cả đêm, tụi bạn em nó kể nghe mà phát thèm hả? Anh thấy vậy cũng được rồi mà. Tại em đòi hỏi cao quá chứ bộ. Gì? Giờ anh đổ lỗi qua tôi luôn đó hả? Ý anh nói tôi là loại phụ nữ dâm đảng đó hả? Không phải. Ý anh á là... Thôi đi. Từ ngày lấy anh về, tôi chung thủy sắc son một lòng, không đòi hỏi tiền tài vật chất. Chỉ xin anh thêm có 5 phút. Mà bây giờ anh nói tôi như vậy, anh nghĩ tôi là loại con gái gì hả? Anh đâu có nghĩ vậy đâu. Em đừng có nghĩ vậy mà. À, mà anh nghe nói á, yếu thì yếu nhưng vẫn có con bình thường á. Vậy hóa ra anh lấy tôi về chỉ để đẻ con cho anh thôi đúng không? Anh nghĩ là anh ra vô vài ba cái như vậy cho sướng cái thân của anh. Mà nhiệm vụ của tôi là phải đẻ con đó hả? Anh đâu có muốn vậy đâu. Thôi, lần sau anh sẽ cố gắng hơn. À, hay mình làm lần nữa đi em. Thôi khỏi, mất thời gian lắm. Để tôi ngủ, sáng tôi còn đi làm sớm nữa. Ờ, vậy thôi đi ngủ. Anh đi ra phòng khách mà ngủ. Đừng có đụng vô người tôi. My buồn quá Hải ơi. Alo em hả? Em đây, có chuyện gì không? Nay đi công tác đột xuất, chắc mai mới về á. Em ở nhà ngủ mình đừng có buồn nha. Ngủ với anh tôi mới buồn đó. Thôi anh đi đâu thì anh đi đi, tôi tắt máy đây. Alo. Hay là bây giờ mình gặp nhau nha Hải. Hôm nay sao chị lại kêu ông tới đây thế này? Lỡ mà chồng chị về sao? Em yên tâm đi, anh ta ngày mai mới về. Ngay bây giờ tại trong căn nhà này, em chính là ông chủ. Từ đã. Nhưng mà dạo này em có hơi kẹt một chút. Chị nói em nghe nè, em chỉ cần ngoan với chị thôi, muốn bao nhiêu mà không được. Happy birthday to you. Trời, Phong, con vợ mày, nó... Mày đã làm cái trò gì vậy My? Tao không ngờ mày hư tan mất nết nó như vậy. Mày đang bôi trò trái trấu lên mặt của ba mẹ mày nè. Tao biết ăn nói làm sao với anh chị xui đây hả? Tự cưới được con dâu ngoan hiền, học thức. Ai ngờ mày chọn vợ kiểu gì vậy? Phong ơi là Phong, mày giết tao với má mày đi. Chứ làm sao mà tao dám nhìn mặt dòng họ bà con chồng sớm đây? Ai dạy con cái thói lăn lộn như vậy đó hả? Nếu mà không nhờ thằng Phong có tổ chức sinh nhật, mẹ cũng không biết là mẹ có đứa con trời đánh như mày vậy đó. Mẹ ơi, mày đừng có ba với mẹ gì ở đây hết á. Kể từ bây giờ á, coi như tụi tao không có đứa con giống như mày. Ba, tôi không ngờ giám đốc của mình thiếu thốn vậy luôn á. Mà mày dẹp đi, quay cái gì mà quay. Mọi người thôi đi. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với tụi con. Tiệc đến đây cũng đã tàn rồi. Tao nói cho mày biết nha, tao không có chấp nhận cô gái này là con dâu trong gia đình nha. Là lỗi tại tôi. Tôi xin lỗi anh chị xui. Đi về bà. Mẹ xin lỗi con nha Phong. Đó, con dâu của bà đó, nhìn đi. Anh muốn tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho em, nhưng không ngờ em cho anh một cái kết cũng bất ngờ hơn như vậy nữa.
Anh không nghĩ em quan trọng chuyện đó nhiều đến như vậy. Em coi trọng nó hơn cả gia đình mình. Em coi trọng nó hơn cả danh dự của gia đình em, bộ mặt của em, địa vị của em ngoài xã hội nữa. Cũng tự một mình em mà đạp đổ tất cả. Nếu em cảm thấy nhu cầu của em là nhu cầu thiết yếu của một gia đình hạnh phúc thì anh xin lỗi, anh không đáp ứng được hạnh phúc của em. Anh muốn xây một hạnh phúc bằng tình yêu, còn em xây hạnh phúc bằng tình dục. Thì anh nghĩ hạnh phúc của em nó nằm ở đâu đó ở ngã tư thành phố này. Anh chúc em sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình. Mình ly dị đi. Đừng mà. Nhưng bởi... Chúc hai người vui vẻ. Thật là phiền phức mà. Lần sau chị đừng bao giờ gọi tôi nữa. Em nói vậy là làm sao? Thật ra ấy, không phải chồng chị yếu đâu, mà là do chị quá mạnh. Tôi mà không phải vì tiền của chị, tôi cũng không thể nào mà chịu được chị đâu. Bây giờ em trở mặt đó hả? Phải mai clip mà lên mạng, còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta. Trời ơi. Em đi đâu đó? Em đứng lại cho tôi. Rồi còn cái clip nữa. Luxury. I'm a night drop in this. When I turn.